Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay bên mình có một khách hàng đặc biệt là admin hội Thống Hớt Ba Gai. Nay mình sẽ tiến hành chạy dyno để đo test cái giải pháp tăng công suất cho chiếc Porsche Macan. Này bán thường phải không admin? Thường. 252 mã thoải mái. Thì giải pháp nhanh gọn lẹ, đỡ nhức đầu suy nghĩ về cái vấn đề đi hãng bảo trì bị làm khó hay gì này nọ, thì chúng ta có thể dùng cái chip tăng công suất bản GTS Black. Thì xe này đã được gắn vào, thì khi vào hãng bảo hành hay là bảo dưỡng thì chúng ta có thể dễ dàng tháo ra, cái xe nó sẽ về zin lại hoàn toàn không có dấu vết gì. Thì bây giờ mình sẽ chạy dyno đo xe zin với cái map ở đây chỉnh là số 0, rồi sau đó mình sẽ chạy lại một lần nữa để đo cái map cao nhất là map số 7 để đánh giá hiệu quả của gói cái con chip GTS Black. Xe thì đã lên mâm lốp 21 rồi, cho nên là thông số nếu như mà có dyno một chiếc zin hoàn toàn có thể sẽ khác một chút. Rồi, thì đây là cái dàn dyno hai cầu của bên mình, mainline dyno. Có thể đo được phân bổ lực kéo trước và sau bao nhiêu phần trăm. Thì tí nữa mình cũng sẽ show cho bạn xem luôn. Đây là cái cảm biến đo air fuel ratio để biết được là tỷ lệ xăng gió là bao nhiêu. Rồi, chuẩn bị vào việc thôi. Review nhẹ nội thất của xe admin nha. Đây là ghế lông bào phiên bản đặc biệt của Ford. Không, cái này Ford không có. Của chi nhánh An Dương Vương nha các bạn. Ngoài ra thì xe này còn có cái móc kéo rất là độc đáo nha các bạn. Durex Limited Edition. Này chưa có bán trên thị trường luôn nha. Bao kéo luôn. Rồi, dẫn chút cho vui, giờ mình vào việc thôi. Rồi, xe đã set up lên dyno nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành chạy test công suất zin của xe. Rồi, sau khi chạy dyno với stock map xong thì bây giờ mình sẽ chỉnh cái chip này lên map số 7 cao nhất nha. Rồi, mình sẽ chạy dyno lại để đo xem nó tăng được bao nhiêu mã.
Rồi đây là kết quả chạy dyno trước và sau khi lắp chip dây chip GTS cho chiếc Porsche Macan nha các bạn. Zin đo tay bánh là 183 mã. Và sau khi gắn chip và chỉnh lên chế độ cao nhất thì nó lên được 209. Thì tăng 26 mã đo tay bánh ha. Còn moment xoắn thì 290 Zin đo tay bánh. Và sau khi lắp chip thì lên được 348. Thì tăng 58 Nm. Thì đây là cái xe có độ mâm lốp rồi, cái thông số có thể nó sẽ thấp hơn một chút, nhưng mà nếu mà đi đúng thông số mâm lốp riêng của xe thì thông số này có thể còn cao hơn một chút nữa. Ngoài ra thì cấu hình phần cứng vẫn đang còn zin, vẫn còn có tiềm năng để lên cao hơn. Thì sẽ có nhiều gói độ sau này mình sẽ review thêm cho các bạn xem về chiếc Macan này nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Pasio Tuning. Nhớ bấm like và subscribe channel bên mình nha.